hình trên mạng bánh trung thu của các thương hiệu nổi tiếng ngoài đời bánh trung thu của các thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam về các hãng nước nha mọi người. Casinat là 89 cành, còn The Coffee House là 120 cành, còn Vietnam Airlines là mình xin của chị Wendy, đã thấy chị đang ngồi post story mới được Vietnam Airlines tặng. Chị em về trong review rồi. Còn đây là Highland là 119 cành, còn Phúc Long là 130 cành, cũng đây của Phúc Long luôn là 85 cành, còn Starbucks là 700 cành nha mọi người. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với Casinat nha mọi người, cái bánh rẻ nhất trong đây nhưng mà cho cái túi rất là xinh luôn. Rồi, đây là vị nhất yến thượng hạng nha, cái tone rất là luxury luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cắt bánh nha. Hẹn coi trong đây có gì. Ủa, sao trắng bóc vậy ta? Nó chỉ có vị đậu xanh hay gì á. Tổ yến hả ta? Nè cái sợi nè, cái sợi này nè mọi người, phải sợi yến không ta? Yến gì mà ngọt quá vậy? Nói chung là mình cảm thấy cái vị nó rất là đậu xanh và đường chấm hết nha, không hợp khẩu vị với mình cho lắm. Đây là của The Coffee House nha mọi người, bánh trung thu cà phê trứng muối nha mọi người, thơm mùi cà phê luôn. Cái vị bên trong nè, có trứng muối nè, trong đây có cà phê. Mới cắn vô nó có vị mặn mặn nha, cái vị cà phê khá là nhẹ nhẹ, không bị quá ngọt. Bánh rất là mềm và rất là dẻo luôn. Nè đậu xanh hả ta? Nè, có nhân đậu xanh đúng rồi. Có đậu xanh vô, cảm thấy nó hơi bị ngọt lên một xíu á. Em ăn cái bánh này phải uống với miếng trà mọi người, là nó sẽ rất là wow quyện, nó rất là tuyệt vời luôn, là nó sẽ không bị quá ngọt nha. Nhưng mà nếu ăn không thì cảm thấy nó hơi bị ngọt gắt nha. Tại vì cái vị đậu xanh á, nó làm cho cái vị ngọt nó bị cao lên. Với mình thì cái bánh này cũng khá là ổn nha, tại cái cà phê ở đêm nay nó rất là lạ, nó rất là thơm và nó cũng rất là nói chung là với mình là nó cũng ổn thôi, nó không quá ngon cũng không dở, ăn cũng được. Ok, Highland nha mọi người. Highland là một cái quán nước mà mình rất là thích nha, nhưng mà thật ra là lúc đầu nó không có cái vỏ gì đâu, cái vỏ này là xinh thơm á. Cái vị cà phê nó nồng lên lỗ mũi mình luôn á. Ôi nó chảy nước nè, ôi nó chảy nè mọi người, thấy không, chảy lava. Cái sô-cô-la rất là thơm. Sô-cô-la ăn vô khá là ổn nha, không bị quá ngọt nha mọi người. Phúc Long, oh my god, rất là đẹp luôn. Tiramisu phô mai nha mọi người. Đụng vô cái bánh nha, cái lớp vỏ ngoài nó rất là mềm luôn á mọi người. Rồi đây là cái lớp vỏ bên trong nha. Thơm mùi cà phê ta. Không có nghe vị tiramisu mà nghe vị cà phê. Để mình coi phải là phô mai không nha. Cái vị phô mai khá là ngon nha mọi người. Cái phô mai này rất là đẹp, giống sô-cô-la trắng nha, mình rất là thích nha. Nhưng mà nó không có được nhiều cho lắm, nên là khi mà ăn chung với lại cái ngoài đây, cái vị cà phê nó lớn át hết đó, nên là không có nghe được vị phô mai nhiều. Nhưng mà với mình thì đây là một bánh ăn khá ổn nha mọi người. Nếu như mà phô mai nhiều hơn một xíu nữa thì sẽ ok, nó sẽ cân bằng cái bánh hơn. Cute. Giới thu quá mọi người. Rất là hy vọng là những cửa hàng bán bánh trung thu hãy làm những cái bánh size nhỏ, ăn cho đỡ ngấy. Trời ơi, có nhiều khi là muốn ăn lắm á, nhưng thấy cái bánh bự quá, cái mình làm biếng ăn luôn á. Ăn vô miếng là biếng ngán liền rồi. Coi, cái lava coi. Ngon quá vậy á. Thì không nghe vị cà phê nhiều nha. Mà lắng nghe có một cái vị mứt giống như rất là giống mứt thơm luôn á. Trong này mà thấy không, đó, cái lớp lava nó chảy ra. Ngọt ngọt, vị sữa nhẹ. Rất là ok luôn á, mình rất là thích cái bánh này nha. Từ hồi nãy đến giờ thì đây là cái bánh mà mình cảm thấy mình thích nhất. Rất là ngon luôn. Lava hoàng kim, cà phê. Còn nhà em mình khi nó mua nó nói đây là bánh còn duy nhất, còn cái cuối cùng luôn. Đấy, Vietnam Airlines khoai môn taro. Thơm mùi bánh sữa mọi người. Không có thơm mùi khoai môn mà thơm mùi bánh sữa. Đó, rất là khoai môn luôn. Rất là bùi mà rất là khoai môn luôn nha. Rất là dịu luôn mà nó không bị quá ngọt gắt. Không có cảm giác hương liệu nha, mà cảm giác như là khoai môn thiệt vậy á. Bánh tặng cho khách mà ăn làm mà khá ok luôn á. Rồi, bánh mình thích nhất á chính là bánh lava của bên Phúc Long. Thứ nhì là bánh của Highland. Nhất trong lòng mình thì chắc chắn là cái bánh màu hồng của Starbucks. Bye bye.